Dạo gần đây, trên các phương tiện thông tin đại chúng xuất hiện những hình ảnh về chiếc xe có dòng chữ mang thông điệp tử tế với nội dung "Tôi là bác sĩ, nếu bạn cần giúp đỡ, xin hãy dừng xe tôi lại", nhận được rất nhiều đánh giá tích cực trên các nền tảng mạng xã hội. Được biết, đây là chiếc xe của bác sĩ có tên Phạm Tiến Mạnh, công tác về lĩnh vực thẩm mỹ tại MD Chiêng Mai. Tôi cũng rất là ngạc nhiên bởi vì là chỉ vì một cái dòng chữ dán ở đằng sau xe thì đã được rất là nhiều những mạng xã hội, thậm chí báo đài đưa tin. Thì đối với tôi thì đây chỉ là một hành động nhỏ, nó không đáng để mà được tung hô. Và đây chỉ là nguyện vọng cá nhân của tôi thôi. Bất kể ai là một cái người mà đã tốt nghiệp làm bác sĩ thì cũng đã phải trải qua 6 năm học bác sĩ đa khoa và cũng được đi thực tập và xử trí những cái ca cấp cứu ở những cái bệnh viện. Ngoài ra nữa thì hàng năm bọn tôi cũng được đào tạo về cái xử trí cấp cứu và hồi sức, và nó chính là cái chứng chỉ để mà hành nghề của chúng tôi sau này. Chúng tôi luôn tuân thủ cái lời thề y đức và lời thề Hippocrates. Thì chúng tôi không thể làm ngơ những cái vụ tai nạn hoặc là những cái hoàn cảnh khó khăn mà cần chúng tôi cứu giúp. Dòng chữ sau xe và câu chuyện của bác sĩ Phạm Tiến Mạnh khiến ta có niềm tin hơn vào chữ lương y như từ mẫu và tấm lòng tử tế của những tiền thần áo trắng. Mỗi nghề nghiệp đều có vai trò riêng. Nếu mỗi người đều có những hành động nhân văn, ý nghĩa cống hiến cho xã hội bằng chuyên môn của mình như bác sĩ Mạnh, thì Việt Nam sẽ ngày càng hạnh phúc và tốt đẹp hơn.